Đang chơi con trên con app 68. Mọi người quay trở lại em nhá. Chào mừng anh em đến video tiếp theo của hai anh em mình. Thì anh em ạ, thì hôm qua thì tôi có ở nhà và anh Quang Bia, Quang Anh thì đang ở dưới Berlin. Thì là anh Ngọc anh có điện về và bảo là chúng tôi lên gấp. Đấy là có một tí việc gọi là thì nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng anh em ạ. Đây thì đây này. Thì anh Ngọc anh bảo là có một thằng nào đấy nó có gửi cho gia đình Ngọc Jumbo một cái gọi là một cái đầu ma canh. Đấy, với cả một con dao nữa phải không? Phải không Bảo? Phải ạ. Con dao thì không biết đâu rồi. Đi cái gì đây này? Con dao thì chắc là con dao đâu rồi? Không đi đâu. Đi hay là vứt đi đâu rồi? Chắc anh Ngọc vứt đi rồi. Chắc là để đây sợ trẻ con nó nghịch em. Nó bảo là cả đây, nhà chúng mày sẽ có kết quả như này. Đấy, nghĩa là con dao này nó đâm vào cái hình này, đúng không? Mình phải không Bảo? Vâng. Nó ghi cái dòng chữ là cả nhà chúng mày sẽ có kết quả như này. Đấy. Thì mọi người thì anh Ngọc thì bây giờ đang ở trên kia BK đấy, thì tôi không gọi đây để nói chuyện, nhưng mà tí nữa thì tôi sẽ lên tôi hỏi lại cho nó chắc nhé mọi người nhé. Thì cái tình hình là như này, thì nói chung là Quang Anh thì nó đang ở dưới Bắc Linh, vừa rồi hôm qua vẫn đang dưới Bắc Linh thì về mới về đấy. Thì anh Ngọc điện bảo là về gấp đi các em, lên tem họp gấp đấy. Thì là Hoàng Em thì Quang Anh là dưới đấy, là Hoàng Em nó đang đi viện rồi đúng không? Chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn rồi. Chắc chắn nó nằm ở viện rồi đúng không? Ừ. Đấy thì cái việc này thì bây giờ chắc là có nghĩa là chưa biết được, có phải là thằng Hoàng Em thì chắc là bây giờ nó đang nằm viện thì chắc là nó không thể làm được cái việc này rồi. Đấy thì coi tôi rồi anh em tôi đang suy ngẫm là có thể là nó trước kia nó có bảo là cái gì nhỉ? Nó sẽ thuê giang hồ. Thuê giang hồ đúng không? Đúng rồi. Đấy thì có thể là bây giờ thằng Hoàng Em không biết chắc hay có thể nó vẫn còn ấy được. Thì nó có thể nó báo cho là thuê những cái bọn là giang hồ trước kia nó đến anh em của chúng nó để đe dọa như món hình vị hay là thằng nào đấy, thì anh em nó tôi ra bọn em đuổi cho chạy như chó anh ấy. Em tôi thì cũng chưa thể biết được, nói chung là nó đuổi thì mình vẫn phải đề phòng phải không, chứ không được ấy, không nó được chủ quan ngay, nó cắn ngay đấy, thấy không? Bọn này nó trẻ con, nó không suy nghĩ đâu mà. Đây cả nhà chúng mày sẽ có kết quả như thế này à, này cũng liều phết nhỉ. Nói chung là anh em tôi chẳng biết là ai làm, nhưng mà thực sự là nếu mà làm cái gì thì thực sự là đến hẳn đây trực tiếp đấy, anh Ngọc anh bảo rồi, anh tôi bảo rồi đấy, thích thì cứ đến đây anh em anh đoán anh trực tiếp này. Đừng có làm những cái trò mèo này đấy. Đây là còn đây hôm qua là Bảo thấy đúng không? Vâng. Nó gửi cho Bảo hay như nào? Nó gửi có ai, có thằng shipper nó về đây nó để nó cửa cái bọn shipper à? Vâng. À bọn này thực sự là người chết người đấy. Nói chung là có gì thì đến thẳng trực tiếp chứ đừng làm như này đấy. Ba mặt một lời luôn làm gì? Ba mặt một lời đúng rồi. Mấy cái mất dạy này làm gì? Còn Dũng làm gì? Thật luôn. Nếu mà của bọn đàn em Hoàng Dũng ấy, à nếu bọn đàn em của Hoàng Em ấy, thực sự là hôm qua bọn anh Quang bọn Dũng này nó đuổi chạy khắp đất Bắc Linh này. Chả thằng Vịnh phải không? Vịnh qua Quang Bình cần lém cạch đuổi theo nó, nó sợ chạy qua may chặn nó. Hôm qua là chúng mày chặn nó sớm quá. Nói chung là mõm lắm anh em ạ. Nói chung là chả bắn lên gì video thôi mõm, gặp có dám gặp đâu. Thì đấy mọi người, thì bây giờ thì thôi chắc là tôi chỉ lên đây để bây giờ lên để xem mà tí anh Ngọc anh họp xem mà bàn tình hình nó như nào đấy. Còn nói chung là bây giờ thì mà nói chung là đừng có làm những cái trò mèo như này, thật nó chỉ trâu lắm, thật nó không hay hoa gì mọi người đấy. Thì dọa nhà mình dọa gì biết chả thế. Đấy, nói chung là ok mọi người nhá. Đấy có gì thì anh em tôi sẽ điện cho sẽ quay video lại và thông tin cho anh em. Còn ba cái trò mèo này thì tốt nhất là ai mà làm thì thực sự là bỏ đi, thật không hay hoa gì cả đấy. Thì ok mọi người nhá.